Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì Nguyễn đăng video hơi trễ. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2019, và video ngày hôm nay rất là dài, nó khoảng 34 phút á. Thì các anh chị chịu khó xem nha. Và đầu tiên thì Nguyễn lại giới thiệu lại hai cây năm cánh trắng Phú Thọ. Hôm qua thì Nguyễn có đăng hai cây năm cánh trắng Phú Thọ này và cũng nói rất rõ về chi tiết. Thì hôm nay thì Nguyễn không nói lại nữa, thì cũng chỉ nhắc sơ lại thôi, là cái kích thước của nó thì cái cây lớn á, thì là trên 50 cm, là cây này, và ngọn đang đi rất là mạnh ha. Còn cái cây nhỏ hơn thì nó là trên 40 cm và cũng ngọn đang đi. Giá trị của hai cái cây này trong video ngày hôm qua thì Nguyễn báo là cây lớn giá 80 triệu, còn cây nhỏ là 65 triệu. Thì một khi mà Nguyễn đã rao bán hai cái cây này thì hiện tại chưa có người mua, và Nguyễn sẽ đăng tiếp tục trong những video tiếp theo để các anh chị nào xem sau chưa xem thì sẽ mua. Và đồng thời mỗi ngày nếu như các anh chị chưa mua thì Nguyễn sẽ giảm giá xuống 1 triệu đồng cho đến khi nào Nguyễn bán được hai cái cây này thì thôi. Và riêng về độ chuẩn mặt hoa năm cánh trắng Phú Thọ thì Nguyễn không cần phải đưa ra đây nữa, và kênh Lan Trần Nguyễn Lâm sẽ bảo đảm chuẩn đúng mặt hoa năm cánh trắng Phú Thọ cho các anh chị. Và điều kiện bảo hành là cũng như trong video trước Nguyễn nói, là các anh chị và các bạn hàng tháng gửi hình ảnh qua video, gửi hình ảnh qua Zalo cho Nguyễn xem về tình trạng sức khỏe cây. Và trong trường hợp mà cây bị sai, nhưng mà chắc chắn là cây không sai nha các anh chị, Nguyễn đã nói là cái chuyện bảo hành là cái trường hợp nó sai thôi, còn đây là chắc chắn là không sai tại vì cây ở trong vườn nhà. Thì trong trường hợp mà nó bị sai cây thì Nguyễn sẽ hoàn lại tiền 100% cho các anh chị, và tiền công chăm sóc cái cây này là bằng 10% giá trị cái cây nha các anh chị. Như vậy thì trong ngày hôm nay là ngày thứ hai đăng cái cây này, thì Nguyễn sẽ giảm xuống 1 triệu cho hai cây, có nghĩa là cây nhỏ trên 40 cm thì giá là 64 triệu là cây này nè, và cây lớn hơn trên 50 cm là giá 79 triệu nha các anh chị. Thì các anh chị cứ từ từ chúng ta xem, suy nghĩ và mua. Thì có khả năng ngày hôm nay các anh chị chưa mua thì qua ngày hôm sau là Nguyễn sẽ tiếp tục giảm cho các anh chị 1 triệu nữa, có nghĩa là Nguyễn sẽ giảm cho tới khi nào các anh chị và các bạn mua, có người mua hai cây này thì thôi nha các anh chị nha. Còn những cái cây này là những cây ở trong vườn nhà, tôi Nguyễn không có đi lấy ở đâu hết, cho nên là các anh chị yên tâm. Năm cánh trắng Phú Thọ thì Nguyễn hiện tại không có hàng cây nhỏ, tại vì năm vừa rồi Nguyễn làm cây nó bị thất bại, cho nên chỉ có những cái cây lớn thôi nha các anh chị. Năm vừa rồi làm cây ở cái xứ Nguyễn nó nóng, nó ra hoa không à, nó ra hoa gần như là toàn bộ, nó chỉ còn một số ít thôi. Thì những cái cây đó Nguyễn lại phải giữ lại để làm giống chứ không có xuất bán được. Nguyễn cũng xin nhắc lại giá cho ngày hôm nay ha các anh chị nha. Ngày hôm nay cái cây nhỏ là giá là 64 triệu và cây lớn là giá là 79 triệu là cây này nè. Rồi thì Nguyễn cũng xin bắt đầu vào video bán hàng cho ngày hôm nay luôn. Thì trong ngày hôm nay cũng có giả hạt rừng Campuchia nha các anh chị. Thì anh chị nào mua giả hạt rừng Campuchia vui lòng kéo sang phút thứ 10 trở đi nha các anh chị nha. Còn đặc biệt ngày hôm nay Nguyễn có về một cái dề kiều vuông. Trước giờ những cái loại kiều thường là nhập từ từ Lào hoặc Campuchia, Nguyễn bán từ Lào và Campuchia thôi. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên mà Nguyễn thấy được một cái dề kiều lớn như thế này, mà Nguyễn bỏ lên cái cân đó các anh chị thấy, cân 60 kg mà nó bị ngọt với lại cái dề kiều này luôn. Và có cân lên thì cái dề kiều này nó nặng 16 kg nha các anh chị. Tuy nhiên ở đây Nguyễn bán theo dề chứ không có bán theo ký. Một cái dề rất là kinh khủng như thế này nè các anh chị nè, một dề một thôi nha các anh chị. Và đây là kiều vuông, là cái loại kiều này nó hơi đặc biệt nữa, nó lại là kiều của rừng Việt Nam mình, nó là ngay cái rừng Cát Tiên sát bên tỉnh Bình Phước ở đây nè các anh chị, cho nên khi hái về nó còn rất là tươi như thế này. Và đây là cái đế của nó ở trên cây nè các anh chị, bàn tay của Nguyễn là rất là nhỏ so với lại là cái đế của cái bộ rễ này nè các anh chị thấy chưa.
Và ở cái buổi chiều này thì Nguyễn không bán theo ký, và Nguyễn bán cái dề này, nguyên một cái dề lớn như thế này, giá là 8 triệu đồng nha các anh chị. Nó rất là kinh khủng, thời nào giờ Nguyễn chưa có thấy cái dề kiều nào mà nó to được như thế này luôn. Mà còn hơn nữa, đây là rừng kiều của rừng Việt Nam nha các anh chị, nó còn tươi như thế đó. Kiều của rừng Việt Nam nó là của rừng Cát Tiên, rừng Cát Tiên giáp ranh với tỉnh Bình Phước nha các anh chị. Cho nên là cái giá của nó thì nó đi kèm theo với lại cái nguồn gốc và cái giá trị của cái cây này nha các anh chị nha. Nó rất to, to kinh khủng lắm. Cái này nếu mà Nguyễn đặt ở dưới đất, đặt cho nó đứng lên á, nó xòe ra thì nó nhìn nó rất là vĩ đại. Các anh chị nào mà có điều kiện nên mua cái chậu này về, vì kiều chúng ta có thể làm hoa được. Nên mua cái dề này về cho vào một cái chậu cực kỳ lớn, và Tết các anh chị làm hoa thì không còn gì bằng nữa ha. Thì Nguyễn cũng xin nhắc lại cái dề kiều của rừng Cát Tiên này cực kỳ lớn, giá là 8 triệu đồng cho cái dề kiều này nha các anh chị. Và ở đây cũng rất là đặc biệt ha, Nguyễn ngày hôm nay thì có hai em áo lụa Hà Đông. Nguyễn dùng từ là áo lụa Hà Đông là vì đây là hai cây dạ hạt trắng Hà Đông nha các anh chị, hai cây dạ hạt trắng Hà Đông. Nó là dạng kỳ lách từ trên thân mẹ, và hoa là nở tại vườn, cho nên các anh chị yên tâm là mặt hoa của nó, đây là dạ hạt trắng Hà Đông nha các anh chị. Dạ hạt trắng Hà Đông, cây này là không phải là cây mới nha các anh chị nha, nó là một cây cũng có lâu rồi, và nó nở tại Hà Đông ở phía Bắc, cho nên là người ta đặt tên là dễ hạt trắng Hà Đông. Nó trắng tinh nha các anh chị. Và ở đây là hàng kỳ Nguyễn lách ra, đã trồng từ hồi 24 tháng 4 đó, thì ta cho tới nay là nó đã được hơn một tháng, thì bộ rễ của nó đã rất là ổn định. Thì Nguyễn sẽ xuất hai cây này với giá là 3 triệu đồng trên một kỳ như thế này nha các anh chị. 3 triệu đồng một kỳ, và hôm nay Nguyễn có hai kỳ như thế này để xuất ra. Và năm ngoái thì Nguyễn cũng có xuất bán cây dạ hạt trắng Hà Đông nhưng mà dạng cây lớn, thì hôm nay Nguyễn có hàng kỳ, giá của nó cũng tương đối vừa phải để cho mọi người sưu tầm nha các anh chị. 3 triệu đồng cho cái cây kỳ dạ hạt trắng Hà Đông này, thì hôm nay Nguyễn chỉ có hai kỳ như vậy thôi. Và hôm nay cũng có một cái mặt hàng cũng rất là tuyệt vời nữa, đó là cây dạ hạt Lộc Bắc. Cây này thì Nguyễn đang dự kiến là Nguyễn sang chậu, nhưng mà khi Nguyễn sang ra nhỏ nó lên thì lại Nguyễn có ý định là bán nó luôn. Thì cái cây này, cái viên gạch của Nguyễn thì nó khoảng tầm là 30 cm. Thì các anh chị nhìn thấy như vậy thì cộng hai cái thân này lại còn đang đi ngọn. Nó là một thân mẹ thân con nha các anh chị. Thì như vậy là kích thước của nó là khoảng tầm 70 cm. Và giá thị trường người ta đang giao dịch là 200 nghìn trên một xăng. Tuy nhiên là cây ở trong vườn nhà, Nguyễn sẽ bán với dưới giá thị trường là 150 nghìn cho 1 cm. Thì giá của cây này á, Nguyễn sẽ bán là 10 triệu nha các anh chị. Tổng chiều dài hai cây này là 10 cm. Và bây giờ Nguyễn đặc điểm nhận dạng của cây dạ hạt Lộc Bắc là nó như thế này. Cái đốt của nó rất là ngắn, và đây là cây đi ngọn, nó không có đứng ngọn nha các anh chị. Anh chị nào mà thường xuyên xem kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm thì Nguyễn cũng thường xuyên giới thiệu về cây dạ hạt Lộc Bắc. Còn mặt hoa của nó thì rất là đẹp rồi. Ngày mai nếu anh chị nào chưa mua thì Nguyễn sẽ đăng lại cây này, và sẽ đăng lại cái nguồn gốc cái cây này và mặt hoa của nó cho các anh chị xem luôn. Cái đốt của nó thì rất là ngắn, và đồng thời á, cái đặc điểm nhận dạng của nó rất là dễ biết, đó là ở cái ngọn lá đó các anh chị, nó sẽ có cái khuyết, nó giống như là cái lá ngọc điểm vậy đó. Đây, đây là cái khuyết của nó nè các anh chị nè. Đó, tức là một bên ngắn, một bên dài. Thì nó hơi đặc biệt ở cái điểm đó, và cái đốt của nó rất ngắn. Các cái loại dạ hạt đi ngọn á, thì rất là nhiều. Tuy nhiên, chỉ có dạ hạt Lộc Bắc là cái đốt của nó mới ngắn và nó có khuyết lá như vậy. Và Lộc Bắc nó là một cái khu rừng thuộc tỉnh Lâm Đồng. Và những cái cây ở khu vực tỉnh Lâm Đồng, cái mặt hoa của nó hầu hết là đẹp. Và cái cây này mình đã có mặt hoa chuẩn rồi nha các anh chị, đã có mặt hoa nở tại vườn rồi. Thì nếu ngày hôm nay anh chị mà chưa mua, ngày mai Nguyễn đăng lại sẽ cho các anh chị xem mặt hoa. Còn những khách nào mà đã thường xuyên xem kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm thì cũng biết mặt hoa của cây Lộc Bắc tại vườn Nguyễn rồi nha các anh chị. Trong video ngày hôm qua thì Nguyễn có đăng cái cây Trần Tuấn,
Hoàng thảo Trần Tuấn nha các anh chị. Cây này bản thân Nguyễn thật sự thích cái cây này, vì về cái thân của nó cũng hơi đặc biệt hơn so với các cái loại hoàng thảo khác. Thân nó dẹt như là kiều dẹt á. Hoa của nó cũng đẹp và đặc biệt. Đồng thời nó lại mang tên của cái anh Trần Tuấn, là cái anh mà Nguyễn cũng rất là mê cái anh này, vì anh nói chuyện rất là thật thà. Thì ngày hôm qua Nguyễn đăng cái cây này á, là một bó như vậy, Nguyễn bó là 200 g, là giá là 300.000 nha các anh chị. Thì hiện tại đây vẫn còn mười mấy bó thôi, và Nguyễn sẽ giảm đi 20.000 để cho các anh chị dễ mua. Có nghĩa là 280.000 trên một bó 200 g như thế này nha các anh chị nha. Đây là 30 hình giả hạt rừng Campuchia. Thì ở đây mình cũng đánh số từ 1 cho đến 30 cho các anh chị và các bạn chúng ta lựa chọn ha. Thì phần lớn nó là những cái dè kiến như thế này nè các anh chị nè. Mình đã trồng được một năm rồi đó các anh chị. Kiến cũng như là từ những cái thân già mà mình trồng thì nó cũng lên mầm gốc, rồi nó lên mầm năm thứ hai. Ở đây cái chậu đầu tiên thì nó có mặt hoa như thế này. Dễ hạt rừng Campuchia đó các anh chị, thì đặc điểm của nó là cái thân nó không có to như là các dạng dễ hạt ở phía Bắc. Nó không có cái loại mà phi 21, phi 27 nha các anh chị. Thân của nó thì mảnh nhỏ thế này thôi nè. Thân của nó mảnh, nó nhỏ lắm. Và mặt hoa của những cái loại mà thân mảnh á thì nó lại đa dạng mặt hoa và nó rất đẹp nha các anh chị. Thì đơn cử ở đây mình chỉ có một cái chậu đang có hoa thôi. Cái chậu số 1 này giá là 400.000 nha các anh chị. Thì nó gồm một khóm kiến nè. Mình trồng một năm á, các anh chị thấy cái bụi kiến nhỏ xíu thế này, trồng một năm á là nó dài được khoảng khoảng 35 cm và nó cho hoa nè các anh chị nè. Thì mình trồng trong chậu á, cây nó mới mau phát được. Chứ còn nếu mà mình ghép vào gỗ lũa thì nó như ở trong rừng, nó phải nhiều năm như thế này nè nó mới phát lên được nha các anh chị. Đây mặt hoa của nó dễ hạt rừng Campuchia này các anh chị nè. Thì hiện tại bây giờ cái chậu số 1 này á, là giá 400.000 và nó đang có hai mầm gốc nha các anh chị. Đây một mầm gốc nè và đây một mầm gốc nữa. Thì cái hai cái mầm này nó mới phát thôi, các anh chị thấy nhỏ như vậy thôi, nhưng mà trồng một thời gian thì nó sẽ dài hơn cái thân này luôn nha các anh chị nha. Thì ở đây mình bán cho các anh chị những cái loại mà nó mới phát mầm gốc lên như vậy á, thì các anh chị về trồng tiếp theo thì nó sẽ phát rất là nhanh nha các anh chị. Đây là chậu số 2. Chậu số 2 cũng giá là 400.000. À, nó trồng từ hai cái thân già này nè các anh chị. Thì nó ra một cái mầm lỡ. Mầm lỡ các anh chị thấy có chút xíu như thế này thôi nha. Nhỏ như thế này thôi mà nó đẩy được một cái thân này lên nè các anh chị nè. Đây là thân mầm mới. Dài khoảng 25 cm rồi nha các anh chị. Đó. Có nghĩa là khi mà nó tích lũy năng lượng ở đây trong vòng một năm á, là nó sẽ đẩy một cái mầm này lên rất là dài luôn nè các anh chị. À, tương tự như vậy thì cái mầm ở bên này, mầm bên này thì nó đang lớn nè. À, nó đã thắt ngọn rồi nha các anh chị. Và mầm gốc của nó thì nó mới vừa nhú thôi. Đây. Thì các anh chị thấy như vậy thôi. Thì các anh chị tưởng tượng cái mầm này nè mà nó còn lên được như thế này, thì cái mầm này là nó sẽ lên dài hơn như thế này là chuyện rất là bình thường nha các anh chị nha. Nguyễn quay ở trong vườn á cho nên là nó có tiếng chim rồi nó có tiếng gà nữa nên các anh chị cũng thông cảm nha. Rồi ở đây là chậu số 3. Chậu số 3 này giá là 500.000. Thì cái chậu này nó cũng có một khóm nhỏ đây nè. Đó các anh chị thấy cái thân nhỏ như thế này thôi. Đây nè. Đây là cái mầm lỡ nó nhỏ thì nó đẩy được nguyên cái thân này lên nè các anh chị thấy không? Quá đẹp luôn nè. Thân này được 30 cm rồi nha các anh chị nha. Thì ở đây các anh chị thấy là hai cái mầm lỡ đây và cái mầm này mới phát. Thì cái tương lai cái mầm này nó sẽ to hơn cái mầm này nữa. Ngoài ra còn có vài cái cục bi nhỏ nhỏ trong chậu này nữa nha các anh chị nha. Đó. Thì chậu số 3 này giá là 500.000. Hôm nay mình làm giá cũng rất là nhẹ nhàng để cho các anh chị các bạn dễ sưu tầm. Chậu số 4 giá 500.000 luôn nha các anh chị, gồm 3 khóm kiến nè.
1, 2, 3. Thì đây là mầm trồng năm đầu tiên nè. Thì đây nó mới đẩy ra này nè các anh chị nè. Đó, đây cũng vậy, một cục bi này thôi, nó mới đẩy ra. À, phóng kiến bên này cũng vậy nè. Đó, nó được ba cái mầm. Đây nè các anh chị thấy nè, kiến nhỏ xíu nè các anh chị thấy. Nhưng mà khi mình trồng trong chậu á, nó sẽ đẩy cái mầm này lên rất là nhanh. Chậu số, đây là chậu số 5. Chậu số 4 vừa rồi giá 500 nha các anh chị. Chậu số 5 cũng vậy, giá là 500 nghìn. Nó cũng gồm 3 khóm nha. Đây là khóm thứ nhất nè. Khóm thứ nhất này thì nó được một cái mầm này, nhưng mà nó lại không lên mầm gốc, mà nó lại lên mầm ngay đầu ngọn. Rất là khỏe. Thì cái mầm này nó cũng khỏe như mầm gốc thôi nha các anh chị nha. Thì các anh chị có thể di dời nó vào trong chậu á, để cho rễ nó ăn vào chậu luôn. Cũng như vậy, cái mầm thứ hai này nó cũng không lên mầm gốc, do nó nặng quá, nó gập luôn á. Thì ở đây nó lên cái mầm ngay giữa thân đây, đã có rễ rồi nè. Cái này về các anh chị cho nó vô trong chậu lại giùm em nha. Mình cho nó vô chậu lại thì cái thân này nó được cái mầm này nuôi rồi, nó cũng sẽ rất là dài. Đây, cái thân thứ ba này cũng vậy, nó có một cái cục bi nhỏ này thôi mà nó đẩy được cái này lên rồi, các anh chị thấy không? Đó. À, chậu số 5 ba mầm này giá là 500. Ở đây nó còn một cái kỳ năm nhất nữa này nha các anh chị nè. Cái kỳ này chứ lợi hại lắm nha, nó cũng sẽ đẩy được lên những cái mầm như thế này là bình thường lắm nha các anh chị. Chậu số 6 giá là 500. Thì cũng gồm 3 khóm nè. Khóm thứ nhất được một cái thân như thế này và một mầm mới nhú nè. Khóm thứ hai, các anh chị thấy cái thân mầm nhỏ xíu vậy thôi, nó cũng đẩy được cái này lên nè. Đây, khóm thứ ba. Ba cái thân tơ như vậy nha các anh chị nha. Thì giá là 500 nghìn cho chậu số 6. Chậu số 7 này là 600 nghìn nha các anh chị, nó gồm ba cái khóm lớn hơn một chút. Nhưng mà các anh chị thấy nó, các cái thân này nó roi roi mảnh mảnh như thế này thôi. Nhưng mà thường á là nó sẽ cho hoa rất là đẹp nha các anh chị. Nó ba khóm, ba mầm. Thì chậu số 7 này giá là 600 nghìn nè. Một khóm kiến từ rừng. Hai khóm kiến từ rừng. Đây là khóm kiến từ rừng ha các anh chị nha. Chậu số 8 thì nó như thế này. Chậu số 8 giá là 600 nghìn. Đây là mầm trồng được 1 năm đứng ngọn nè các anh chị. Đó, đẩy cái ra cái thân này. Đây là cái thân thứ hai. Nó sẽ đẩy ra được cái này thì nó mới nhú mầm gốc thôi nha các anh chị. Nguyên cái thân tơ này nó mới nhú mầm gốc thôi. Ở đây một cái cục bi này nó đẩy ra một cái mầm này nữa. Và ở đây nè, các anh chị thấy hay lắm nè. Một cục bi nhỏ xíu như thế này thôi nha các anh chị nha. Nhưng mà khi nó tù ngọn, nó tích đủ năng lượng rồi là nó đẩy ra được một cái mầm như thế này. Đó, như vậy ở đây là nó có 4 mầm nha các anh chị. 1, 2, 3 và một cái mầm ở đây nó mới nhú lên nè. Chậu số 8 này giá là 600 nghìn. Ngoài ra ở trên thân già này nó còn một cái cục bi nhỏ đây nữa nè. Các anh chị thấy cái cục bi nhỏ xíu đây nè, mà nó đẩy ra được cái thân này, thì cái cục này nó to hơn nè, nó sẽ đẩy ra được cái mầm còn khá hơn cái mầm này nữa. Đây là chậu số 9. Chậu số 9 này cũng giá 600. Thì nó gồm là toàn là kiến thôi. Ba khóm kiến và có một mầm gốc nè, hai mầm gốc, ba mầm gốc, và cái thân này mới nụ lên chưa có mầm gốc nha các anh chị. Khả năng thì đương nhiên là nó sẽ cho một cái mầm gốc rồi. Nhưng như vậy là chúng ta sẽ có 4 mầm cho cái chậu này nha các anh chị. Chậu số 9 giá là 600. Đến chậu số 10. Số 10 giá thì cũng 600 nghìn. Nó cũng gồm 3 khóm kiến nè. 1, 2, 3. Thì ở đây một cục bi năm thứ nhất nè, nó đẩy ra được một cái thân này là thân xanh sạch nha các anh chị nè. Nhưng mà Nguyễn thì cũng bán với giá bình thường thôi, không có nè, nó rất là xanh sạch, không có kiềng lá, không có gì hết. Đây, cái mầm của nó cũng xanh lè nè. Như người ta là người ta giữ cái này lại để sổ, nhưng Nguyễn không có giữ, để cho các anh chị sổ luôn nha. Rồi cái mầm thứ hai cũng là những cái mầm lỡ và mới đẩy được một cái mầm gốc.
mầm thứ ba này cũng có hai cục bi lỡ và mới ra cái mầm gốc. Thì các anh chị thấy nó nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà các anh chị nuôi cho tới tháng 10 là nó sẽ rất là dài, rất là khỏe, tại vì nó đã có được những cái dinh dưỡng của năm thứ nhất rồi. Chậu số 10 giá là 600 nghìn. Em bán giá là hôm nay là làm giá rất là rẻ để các anh chị các bạn chúng ta sưu tầm. Chậu số 10, số 11 giá là 450 nha các anh chị. Thì chậu này nó gồm hai cái bụi kiến mà Nguyễn đã trồng được 1 năm rồi nha. Nó khác với lại các cái dề kiến mà các anh chị mua mua rời, người ta bán rời đó, tức là cũng là những cái bụi kiến mà Nguyễn trồng được 1 năm á, là nó đã tích lũy năng lượng ở trong những cái này rồi nè đó. Thì bây giờ những cái mầm mới lên á, những cái mầm mới lên nó sẽ phát triển rất là nhanh nha các anh chị. Thì ở đây hai cái bụi kiến này nó có một mầm gốc nè, hai mầm gốc, và đây một mầm gốc nữa, là ba mầm gốc. Ngoài ra trên thân này thì đang có kỳ đang nhú. Và chậu này cũng rất là rẻ, 450 cho chậu số 11. Chậu số 12, chậu này giá là 500 nghìn. Nó gồm 3 khóm kiến nha các anh chị. Đây các anh chị thấy một cái mầm năm thứ nhất vẫn trồng, trồng được 1 năm rồi nó mới được như thế này thôi nè. Từ cái bụi kiến nhỏ xíu thế này. Và đã cho một cái mầm gốc này. Mầm gốc các anh chị thấy nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà trong vài tháng tới là nó sẽ phát rất là mạnh. Bụi thứ hai cũng vậy, năm thứ nhất trồng, năm thứ hai là nó đã đẩy lên được như đây. Bụi thứ ba, cục bi chút xíu thì nó đã đẩy ra được cái mầm này. Thì các anh chị thấy là chậu số 12 giá là 500 nghìn nha. Tiếp theo đây là chậu số 13. Chậu này giá 450. Nó như thế này, những cái thân già thì được một cái, những cái cục bi năm thứ nhất đây đứng ngọt, và các anh chị thấy năm thứ hai nó phát như này đó, chỉ sau một vài tuần nó bung mầm gốc là nó sẽ phát ra như vậy. Cái mầm gốc này nó bắt đầu tách ra khỏi cái này rồi, nó có thể độc lập sinh trưởng được rồi nha các anh chị. Thì ở đây có khả năng nó cho ra một cái mầm gốc khác. Ngoài ra ở trên thân già nó còn được hai cục bi đó, hai cục bi năm nhất. Hai cục bi năm nhất này đã có mầm gốc năm thứ hai nè. Hai cái cục bi nhỏ vậy chứ lợi hại lắm á, nó sẽ cho ra được những cái mầm lớn luôn đó các anh chị nha. Chậu số 13 giá 450. Số 14, chậu này giá 400 nghìn nha các anh chị. À, chậu số 14 giá là 400 nghìn. Thì nó có một cục bi ở đây. Ở đây là một cái mầm. Và ở đây thì nó là một bụi kiến được hai cái mầm lỡ nè, và nó đẩy một cái mầm gốc này lên sẽ rất là mạnh luôn nha các anh chị nha. Ngoài ra thì trên thân này nó đang xuất hiện mấy cái kỳ nữa nè. Thì các anh chị biết là Nguyễn làm những cái chậu như thế này á là để cho các anh chị và các bạn chúng ta sổ hoa một cách ngẫu nhiên. Tại vì tất cả những cái ở đây các anh chị thấy là những cái kiến như thế này thì Nguyễn chưa thấy được hoa đâu, mặc dù đã trồng được 1 năm rồi nha các anh chị. Chỉ có cái chậu đầu tiên á, là nó có hoa rất là đẹp, thì Nguyễn cũng bay cho các anh chị rồi. À, chậu số 14 này giá là 400 nghìn. À, các anh chị thông cảm nha, Nguyễn ở trong vườn Nguyễn quay á, cho nên là nó có cả tiếng chim lẫn tiếng tiếng con gà gáy. Rồi đây nữa là chậu số 15. Đây là từ hai cái thân già, cũng trồng được 1 năm rồi nè các anh chị nè. Đó, nó ra được những cái cục đã chưa. Thì các anh chị thấy là cái cục này nè, nó đẩy cái này lên rất là khỏe nha. Cái cục nhỏ xíu này thì nó đẩy được cái mầm như thế này, hai mầm, 450 cho cái chậu này nha các anh chị. Ngoài ra trên thân này có cái kỳ này nhỏ xíu à. Đây là chậu số 16, giá là 500 nghìn cho chậu này nha các anh chị. Đây cái mầm cũng trồng năm thứ nhất nè các anh chị này. Đó, nó đứng ngọn, nó đẩy lên cái thân này đẹp chưa. Đây một mầm nữa,
Còn cái thân này thì nó không có lên mầm gốc, nhưng mà nó lên một cái kỳ năm nhất ở đây này. Và đây là mầm gốc năm thứ hai. Thì cái mầm này nó cũng tương đương với cái mầm này thôi nha các anh chị. Về các anh chị hạ xuống đưa nó xuống đây. Đưa nó thẳng vào chậu luôn nha các anh chị. Ở đây nó được một mầm nè, hai mầm, ba mầm. Giá 500 nghìn cho chậu số 16 nha. Chậu số 17 thì cái thân nó lớn hơn. Ở đây có một cái thân thân già mà Nguyễn Trầm thì ở đây nó lại lên được một cái thân này rất là dài. Và thân nó rất là vàng. Đã đứng ngọn thì cái khả năng cái thân này nó sẽ cho hoa được nè các anh chị nè. Thân này nó được 50 cm rồi nha các anh chị, được nửa thước rồi đó. Và một cái mầm lỡ ở đây, nó đẩy được một cái mầm gốc mới khỏe luôn nè các anh chị nè. Nó chậu số 17 này giá 500 nha các anh chị. Đây là chậu số 18. Chậu này thì giá 700 nghìn. Thì các cái mầm của nó lớn hơn. Đây một mầm. Mầm này thì mới được khoảng 10 cm thôi. Đây một một năm Nguyễn Trầm đây, nó đẩy được cái thân này lên tím rịm luôn. Cái thân này được khoảng khoảng 20, hơn 20 cm rồi. Và cái mầm thứ ba này thì được khoảng tầm là 30 cm rồi nha các anh chị. Nên chậu này nó hơi đắt tiền chút. 700 nghìn cho chậu số 18. Đây là các cái thân già. Số 19. Số 19 giá là 500 nghìn. Chậu này thì nó cũng rất là dễ thương. Đây, một cái cục bi nhỏ xíu đây. Ở đây có một cái kia nhỏ này. Nhưng mà cái mầm gốc đây này đẹp đây nè các anh chị nè. Nó trồng một năm thì rễ rồi, nó ăn ở trong này hết rồi. Cho nên về chúng ta chỉ việc chăm tiếp theo thôi. Nên cái bụi kiến này thì nó hơi lỏng lẻo. Về chúng ta sửa lại giùm em. Một cục bi nó đẩy lên đây nè. Còn đây, đây là một cái mầm mầm năm nhất em vừa mới trồng nè. Đó, cái mầm gốc thì mới nhú thôi. Nhưng mà nó sẽ mạnh như cái này là chuyện bình thường nha các anh chị nha. Tại vì nguyên cái thân nó bự vậy nè. Đó. Chậu số 19 này giá 500. Và chậu số 20. Số 20 giá 450. Ngày mai chắc em kiếm chỗ khác em quay quá. Ở chỗ này nó ồn ào quá. Ở đây được hai cái mầm năm nhất nè các anh chị nè. Thì hai cái mầm năm thứ hai đây. Giá là 450 cho chậu số 20 nha các anh chị. Và ở đây nó có một cục bi. Cục bi nhỏ này nó cũng đã có mầm rồi. Nhưng mà cái mầm này hơi yếu. 450 cho chậu số 20. Chậu số 21 giá là 600 nghìn. Chậu này thì nó có một cái thân năm nhất này rất là khỏe này. Cái thân này được khoảng tầm 30 cm rồi, rất là mập nè các anh chị. Rồi trên cái thân già này cũng có một cái kỳ nhỏ xíu năm nhất này. Đẩy ra được cái mầm năm thứ hai nè, quá đẹp luôn nè các anh chị. Còn cái thân này thì nó mới đứng ngọn tù lại thôi, mầm gốc nó chưa phát nha các anh chị nha. Thì từ từ nó phát sau. Rồi ở đây có một cái kỳ. Kỳ năm nhất to và mầm gốc đang bắt đầu nhú nè. Đây cũng vậy, đây có một cái kỳ năm nhất nhỏ xíu mà ra được cái thân nè, đẹp chưa? Như vậy ở đây sẽ có được một mầm nè, hai mầm, ba mầm, bốn mầm. Giá chỉ có 600 nghìn. Hôm nay em làm giá rẻ quá. Và đây là chậu số 22. 22 giá là 500 nghìn nha các anh chị nha. Thì ở đây nó có hai khóm thôi, nhưng mà nó nhiều mầm. Ở đây khóm này thì nó có một cái mầm lỡ nè, ra một cái mầm gốc. Ở đây thì có cái mầm năm nhất, ra được một cái mầm nhưng mà nó bị hư ngọn rồi. Thì có lẽ là nó chắc chắn nó sẽ ra một cái mầm khác thôi, ở mắt này hoặc là mắt bên kia. Ngoài ra ở trên thân á có hai cái kỳ năm nhất nè. Đây là mầm năm hai. Như vậy sẽ được 1, 2, 3. Và ở đây sắp tới sẽ ra một mầm nữa là 4 mầm nha các anh chị. Giá 500 cho chậu số 22. Chậu số 23
450. Đây là hai cái mầm năm nhất nè, hai cái mầm năm hai. Đây là hai khóm nha các anh chị, rất là đẹp, giá là 450. Chậu số 24, chậu số 24 này giá là 400.000. Nó có hai cái mầm, ba cái mầm gốc nha các anh chị, một mầm gốc nè, hai mầm gốc nè, ba mầm gốc. Thì ở đây có một cái thân tơ năm nhất rất là khỏe đây nè, đây nữa nè, đây nữa nè, ba cái mầm năm nhất và ba cái mầm năm hai đang lên, giá 400.000 cho chậu số 24. Chậu số 25 cũng 400.000, gồm hai bụi kiến. Hai bụi kiến này cũng có ba cái mầm năm nhất cực đẹp nè các anh chị nè. Đó, nguyễn chồng nó mập như thế này. Đây, ba cái mầm gốc năm hai. Ủa sao bữa nay mới làm giá rẻ quá các anh chị ơi. 400.000 cho ba cái mầm mà trồng được cả năm rồi. Chậu số 26 này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Nó sẽ giá là 700.000 nha các anh chị. Nó gồm là 4 bụi kiến, 1, 2, 3, 4 bụi kiến. Và cũng có mầm đây nè, một mầm nè, hai mầm trong này. Thì cái mầm này nó khá là xanh, 3 mầm, 4 mầm. Chậu này 4 bụi kiến nhỏ, giá 700.000 nha các anh chị. Chậu này thì giá nó hơi đắt. Và chậu số 27, 27 giá 500.000, nó gồm là cũng những cái bụi kiến nhỏ thôi, 1, 2, 3, 4. Đây, 1 mầm, 2 mầm, 3 mầm, 4 mầm. Chậu số 27 giá là 500.000. Thì cái chậu 27 này so với lại cái chậu số 26 á, thì cái chậu 26 thì cái các cái mầm nó đẹp hơn nha các anh chị nha, nên giá nó cao hơn chút, mặc dù là cũng 4 mầm. Chậu số 28, trong này thì có hai cái dề kiến, giá là 500.000. Các anh chị thấy kiến nó nhỏ xíu như vậy, mình trồng một năm nó được như thế này nè. Còn đây cái mầm gốc lên rất là khỏe luôn, mà cái lá của nó thì nó bị đốm đốm một chút xíu thôi, nhưng mà nó đã lành rồi nha các anh chị, lá ngọn vẫn còn nguyên. Đây, ở đây một cái mầm gốc nữa là 2, một cái mầm kỳ nữa là 3, đây một cái kỳ nữa là 4, 4 mầm nha các anh chị. Cái mầm này thì nó mới nhú nhỏ xíu thôi, thì mình chỉ tính là một mầm gốc là hai mầm gốc, còn các cái kỳ thì thôi khỏi tính nha. 28 này có giá là 500.000 nha các anh chị. Rồi số 29, 29 giá cũng 500.000. Nó gồm ba cái dề đang trồng từ rừng về như thế này. Có một cái kỳ nhỏ, kỳ này cũng khá là đẹp nè, kỳ này cũng lên mầm rất là ngon, ok lắm. Thì ở đây mầm năm nhất đẻ mầm năm thứ hai, một mầm, hai mầm, ba mầm gốc nha các anh chị, ba cái dề kiến như vậy. Ồ, giá có 500.000 thôi. Và cuối cùng á là một đây là một cái giò được ghép vào gỗ gỗ sữa nha các anh chị, ghép khô không như vậy thôi. Thì nó có được hai cái thân mầm này dài khoảng tầm 80 cm nha các anh chị nè. Đây, hai cái thân này chưa đứng ngọn, và các cái thân già, ba cái thân già nha, chưa đứng ngọn, chưa sổ hoa. Và có mầm gốc, có một cái mầm gốc đang phát ở đây. Thì cái chậu này, cái giò này giá là 800.000. Đó là 30 hình giả hạt Campuchia ngày hôm nay Nguyễn chia sẻ đến các anh chị ha. Thì phần lớn là hàng chưa có sổ hoa, để các anh chị về chúng ta xem hoa cho nó hấp dẫn nha các anh chị. Thì Nguyễn cũng xin kết thúc video bán hàng ngày hôm nay, để lại hẹn gặp các anh chị vào trong video bán hàng vào ngày mai nha.